chào các bạn nha. Đây là con đường Trưng Nữ Vương. Này, hôm nay là Chủ nhật. Chủ nhật đấy các bạn. Còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi, Tết âm rồi, Tết Giáp Thìn rồi. Tôi đi đường Trưng Nữ Vương này và vô Chợ Mới để chia sẻ các bạn xem những ngày giáp Tết như thế nào để các bạn xem này. Đây là con đường Trưng Nữ Vương. Hiện tại đã 11:30, 12 giờ rồi mà đường xá vẫn còn đông nghẹt đây các bạn này. Đường Trưng Nữ Vương. Tôi vô Chợ Mới sang tôi về con đường Hoàng Diệu các bạn. Vô đường vô Chợ Mới. Đường vô chợ. Đây là đường rẽ. Đây là đường Hoàng Diệu. Đây chợ đây. Bà con buôn bán chưa sẵn ra đồ bán Tết quá đông luôn nè. Rồi cho tôi để tìm chỗ để xe, tôi sẽ vô chia sẻ các bạn xem cái Chợ Mới nha. Hoa. Đó, tỉnh làm cái hoa đó. YouTuber hả? Đây là Chợ Mới đây. Hãy subscribe Chợ Mới, Chợ Mới. Rau mực hả? Củ cải. Ủa, củ cải à? Anh vô rau mực kìa đây. Đây là chợ mới này bà con ơi. Đây là bác hoài ăn uống nè. Chợ này là chợ mới chứ không phải chợ cũ nữa các bạn. Hoài ăn uống. Đây là cuối đường Hoàng Diệu. Trời. Đây là chợ mới kìa. Đó, chợ mới đó. Đường Trưng Nữ Vương này bật quang đường Hoàng Diệu, bên đây cũng Hoàng Diệu. Đây, đường Hoàng Diệu. đường Hoàng Diệu. Đường Hoàng Diệu này lâu rất là lâu này, bởi vì nó còn những cái cây cổ thụ, cây rất là bự này, toàn thấy cây à, mấy cây to. Đi chỗ mồm thấy nhà thuốc Long Châu ấy. Thuốc Long Châu này rất là phát triển nha, nhiều đại lý, nhiều cơ sở. Ủa này ngọn là 5 là 6 rồi. Đây là đường trên đá nữa, đường Triệu Nữ Vương này. Đường Triệu Nữ Vương. Triệu Nữ Vương có cái chùa Bát Nhã. Triệu Nữ Vương. Đường Triệu Nữ Vương. Thì đây là cũng đường Hồng Vương cắt ngang đây các bạn. Rồi tới con đường này là con đường Chi Lăng nha. Con đường Chi Lăng, xong vận động Chi Lăng các bạn này. Xong vận động Chi Lăng. Xong vận động Chi Lăng chưa đặt nha. Xong vận động Chi Lăng chưa đặt. Sân vận động Giải Tỏa, sân vận động Chi Lăng Giải Tỏa chuyển về sân vận động Hồi Xuân rồi, nhưng mà sân vận động này vẫn chưa đập. Xung quanh nhà thì đã đập. Đây, con đường từ phía trước là con đường Lê Duẩn đi các bạn. Rồi, video của tôi đến đây kết thúc. Các bạn video Sam nè. Xin chào các bạn.